Thưa quý vị và các bạn, do chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa tăng cường kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m, nên thời tiết các địa phương trong tỉnh từ nay đến hết tháng 3 đều có hình thái trời nhiều mây, đêm về sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác. Đêm về sáng trời rét, vùng cao trời rét đậm. Theo quan sát, ảnh vệ tinh do Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cung cấp, thì đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lạnh lục địa tăng cường, sau ổn định và suy yếu. Vì vậy, thời tiết các khu vực trong tỉnh sáng nhiều mây, mưa rào và dông rải rác, chủ yếu về đêm và sáng sớm. Đến trưa và chiều trời giảm mây, ở vùng thấp sẽ hứng nắng nhẹ, vùng cao đêm về sáng trời rét đậm. Sau đây là những thông tin dự báo chi tiết cho các khu vực trong tỉnh đêm nay và ngày mai. Vùng đồi núi thấp nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm về sáng trời rét, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Vùng đồi núi cao nhiều mây, đêm về sáng có mưa rào và dông rải rác, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời rét đậm, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Thành phố Lào Cai nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm về sáng trời rét, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Khu du lịch Sapa nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm về sáng trời rét hại, nhiệt độ từ 12 đến 19 độ, độ ẩm trung bình trên 90%. Khu du lịch Bắc Hà nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa rào và dông, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời rét đậm, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ, độ ẩm trung bình trên 85%.